Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Tôi có một câu hỏi, gọi là hỏi chuyên gia tâm lý định thần. Tôi năm nay 62 tuổi rồi, và tôi thì kém tôi 4 tuổi. Nó có hơi mâu thuẫn gia đình một chút, bởi vì tôi đang nó đầu óc nó đang 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 loanh quanh, nên là muốn hỏi tâm lý một chút. Vâng. Tôi nói đúng là tôi sống nội tâm, vì nội tâm cho nên là vợ tôi thì nói thật ra mà nói là con người nó không được được chăm chút cho gia đình như ý tôi. Tôi không phải là con người gia trưởng đâu, nhưng mình muốn là để cho gia đình có con có cháu, gia đình nó êm ấm. Nhưng mà vợ tôi thì nó hay đua đòi hát hò, rồi là bây giờ lại vào câu lạc bộ hát, rồi nó kia sẵn sàng bỏ cả gia đình, bỏ cả cháu, đi không cần thiết gì cả. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 62 tuổi. Thế chị ý bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 56 tuổi. Thế à, thế là chắc là các câu lạc bộ phụ Đấy đấy. nữ cao tuổi đúng không? Trung điên Không. gì đấy. Nó gọi là câu lạc bộ tự thành lập những cái Rồi. thành phần đại khái là chán chồng chán con mới vợ bỏ mới nọ kia Anh gặp lại cứ nhau quý thế mà. là chán chồng chán con mới vào câu lạc bộ, chắc là câu lạc bộ dưỡng sinh hoặc là câu lạc bộ dành cho những người phụ nữ trung niên chẳng hạn, chứ ai làm gì có câu lạc bộ chán chồng Cái chán câu lạc con. bộ này gọi là tự thành lập chứ làm gì có câu lạc bộ, gọi là câu lạc bộ hát, tức sự hát với nhau mà, hát cho nhau Đấy, nghe. thì đa phần các câu lạc bộ này đều tự thành lập. Đây là tự sướng gọi là câu lạc Thế bộ anh thôi chứ. 62 tuổi anh có tham gia câu lạc bộ gì không? Còn tôi bộ đội về thì tôi chỉ có câu lạc bộ, chỉ có cựu chiến binh, chẳng có À, câu lạc cựu bộ chiến gì cả. binh có vào người cao tuổi chưa? À, vào rồi. Thế à, thế bây giờ là thấy bà đi hát hò nhảy múa đâm ra là cảm thấy rất là bực mình đúng không? Trong đó mấy chục năm mình đi bộ đội chắc là xa nhà thường xuyên đúng không? Không, tôi thì bộ đội có mấy năm thôi, tôi về xong rồi tôi mới xây dựng gia đình mà. Rồi, thế là bây Tôi giờ là mong mới chị chỉ ở nhà thôi đúng không? Tham gia cái câu lạc bộ nào mà phụ nữ, phụ lão gì đấy ở địa phương thôi, chứ đừng tham gia câu lạc bộ hát hò nhảy múa tự phát như thế. Theo anh nói gì là toàn tụ tập chán chồng chán con vào đấy thôi đúng không? đúng rồi, đấy kiểu hình thức như thế. Rồi, anh Đinh Toàn sẽ bày cách cho anh để làm nào chị từ bỏ cái câu lạc bộ ý nhá. Rồi rồi, cảm ơn. Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Nhà mình là các cháu lớn chưa anh? Mình lên ông lên bà chưa? Tôi ba cháu thì các cháu nó có gia đình hết rồi. Thế ạ, tức là nội ngoại vợ cũng chả đứa nào nó ở nhà với ông bà. Có tôi ở với con trai mà, còn hai cháu gái lấy chồng rồi. Vâng, tức là mà con trai của anh thì con cháu nó lớn chưa? Cháu lớn năm nay học lớp 2, cháu Vâng. bé thì mới hơn 2 tuổi. Tức là cũng không phải, chứ bà cũng chả phải bế ẵm úm mớm gì đúng không? Cũng không, ví dụ như là nói thật với đồng chí nè, bà ấy cầm điện thoại mà cháu khóc cũng không quan tâm đến 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 bà, ôi đến bà bế hay là như thế nào, vẫn cứ chúi vào cái điện thoại để xem cái chương trình hát hò rồi lọ kia. Vâng. Cho nên lúc tôi thì lớn tuổi, tôi thì sống nội tâm, tôi không thích cho gia đình lúc nào nó cũng mang tính chất u ám. Vâng. Gia đình nó phải vui vẻ, nó có ông có bà có cháu có chất, tôi sống nội tâm mà. Vâng. Cho nên chính vì thế tôi mới phải nó mới cứ đeo đẳng đến bây giờ. Và tôi thì hay nghe nhiều cái chương trình nằm đêm, tôi hay nghe. Vâng. Ê, thật sự mà nói là tôi cũng có cái ý lên lâu rồi, hỏi chương trình lâu rồi, nhưng mà nó cứ kiểu lần nữa mình cứ bảo thôi rồi là mình sẽ tính sau, nhưng mà cuối cùng đến bây giờ nói thật mới Đinh Đoàn là tôi với hôm kia tôi cáu tôi không chịu được, tôi phải tính, tôi cục tính, tôi nóng tính, Vâng. tôi nói thật với Đinh Đoàn tôi cầm gậy tôi phang gãy tay luôn. Và Chết. trong lòng tôi bây giờ tôi muốn bỏ luôn, không cần nữa, bởi vì tôi không chịu được nữa rồi. Này tức Tức như là vậy trước đây chị có thế không? Trước đây hồi còn trẻ có ăn tàn phá hại, bỏ vương bỏ vãi công việc hay con là người này ấy, giờ thì nói thật già nó mới sự là thế? từ xưa đến nay thì con người này không phải liệt vào loại chăm chỉ mà không phải loại khéo léo, tức Vâng. là nói chung là cũng cũng ham chơi, coi là lười làm, cũng không phải là con người nó chịu khó. Vâng. Thế nên là tôi thì tôi cũng gọi là mình có con rồi, nói thật là từ khi tôi mới lấy nhau được mấy hôm tôi đã muốn bỏ rồi, Rồi thế thế mà nhưng lại nhiều anh người can ấy khuyên được rồi lại mấy chục bảo năm nay thôi đấy. nọ thế kia, thế cuối Vâng. cùng cứ đắm đuối, xong có con xong lại con nữa, lại con nữa, thì cuối cùng nó cũng Xong bây nằm trong giờ lại vòng quay đến cháu nữa, thế là xong đến quay cháu đi nữa, quay thì bây lại là giờ mình tính ra nó già. hơi khó, bởi vì mình là con người mình có ý thức, cho nên là chỉ sợ là thôi mình lần này tuổi mình là người hiểu biết mà mình lại bỏ thì người ta cười mình chứ không phải là cười những cái người kia. Đấy, như đến giờ phút này tôi không chịu nổi, thật sự buồn buồn Vâng, lắm vâng. Thật đấy. ra thế này này, tôi thì tôi lại nghĩ này, giá mà anh bỏ ngày xưa ấy, thì không có vấn đề gì. Nhưng Đấy mà thế ba bốn mươi năm, bây giờ đến đến tuổi sáu mấy rồi, các lên ông lên bà rồi, xong bây giờ bỏ nhau chỉ vì
mình lại phải nhìn một cách thế này này. Bà ấy thế cũng còn tốt chán ấy, cũng còn khỏe, xong bà đi bà ý ới, chứ bây giờ bà cứ ở nhà bà lầm cà lầm cẩm, xong rồi chửi chó mắng mèo ra, đụng vào chạm, xong lôi hết cái son cái nồi ra cọ rửa, xong lầm bà lầm bẩm. Nhiều người lần thần đấy, cái tuổi ngoài 60 mà không đi tham gia hát hò ở nhà là dễ thành ra gọi lầm cẩm đấy. Thế hoặc là có những trường hợp là lại đi tham gia vào những cái hội chơi hụi, rồi về xui con xui cháu đưa tiền đây để vân vân, những cái thứ mà nó mang tính chất lừa đảo ấy, thì còn mất tiền nữa cơ. Thế nhưng mà đây là bà ấy chỉ ham vui thế thôi, cũng không hại ai lắm, cũng không tốn tiền, cũng không phải đóng góp quỹ gì lớn. Thật ra thì nếu như mà, tất nhiên anh nói ban nãy cũng có phần đúng, những người cùng cảnh thì phải tìm đến với nhau, những người đều là rảnh rỗi, chồng vẫn còn khỏe, con thì nó cũng không cần đến mình nữa, cháu thì đi nhà trẻ, cho nên các bà mới rảnh rỗi, hoặc là cũng không phải là cái người mà bám con bám cháu lắm, thì tìm đến với nhau thì hết tập thì lại đến nhảy nhảy, rồi đến hát, rồi thỉnh thoảng lại rủ nhau đi gọi là phượt phượt đấy, đi du lịch ngoại thành, rồi đi Ba Vì, rồi chụp ảnh với lại hoa sen với chả dã quỳ, đúng không ạ? Đấy, cái kia kiểu như thế, áo dài áo ngắn, áo xanh áo đỏ cũng tốt mà. Thế ra cái tuổi già rồi, tôi nghĩ rằng là mỗi người tìm cách cho mình vui. Anh bây giờ anh không cải tạo được chị nữa thì mình cải tạo mình đi, mình thay đổi cái góc nhìn của mình đi. Mình biết rằng là mỗi người mỗi cảnh, anh là tính là sống nội tâm thì cũng không bắt anh phải bây giờ là sáng ra đi ra công viên để đánh cầu lông với mấy ông bạn, sau đấy thì nhảy huỳnh huỵch quanh hồ, hay là chắc là anh cũng không thế được. Nếu có thì cũng tham gia những câu lạc bộ mà nó cũng trầm tĩnh hơn, ví dụ như ở đấy nghe nói chuyện, rồi câu lạc bộ thơ ca, cái gì đó cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình tự cứu lấy mình không kêu bà, mình không ngăn cản được bà vì bà không làm gì vi phạm pháp luật. Ban nãy anh nói là anh nóng tính, anh đánh bà gãy tay, nếu chẳng may ấy thật tự nhiên mình thành người vi phạm pháp luật đấy, thì lại là nó lại không tôi hay. Tôi biết mà, hiểu được cái điều đó. Nói thật với Đinh Đoàn là tôi hiểu chứ. Vâng. Xin lỗi Đình Đoàn, nói thật như thế này, bà ấy vừa rồi bà ấy quá đáng nữa là thế này, cho nên tôi mới cáu này, không có ai ở nhà, bà ấy dẫn cả coi là cái thằng hàng xóm sang để cùng hát đấy, cho nên là tôi cái ông hàng xóm đấy. Thế anh bảo là này, thế là anh có biết hát không? Ai chịu rồi, anh biết hát không? Không, tôi nói thật thế này, nói ngược lại là không chơi được vào cái hội ấy hả? Trước đây nhá, tôi nếu mà bà này bà ấy không đi kiểu hát hò này nhá, gia đình tôi là thỉnh thoảng trước đây nhá, vẫn cả ông bà cả cháu cả con cả cháu thỉnh thoảng nào vui có dịp gì sinh nhật như đi vào hát đàng hoàng. Vâng. Tôi rất là tâm lý chứ phải không đâu. Vâng, vâng. Nhưng mà đằng này lại cái kiểu hình thức như thế nó là tôi chán mà không thích. Muốn là thích nha, đàng hoàng. Vâng. Cả gia đình luôn đi đàng hoàng đấy, xong là lại là việc nào đi việc đấy, sống thế nó mới là sống đúng với con người. Vâng. À, thực ra là mình chưa phải là con người có điều kiện, gia đình tôi thì cũng không phải là nghèo mà cũng không phải là có. Vâng. Vẫn cứ ăn có mặc, nói chung là cũng không thiếu mà cũng không thừa. Cơm nước hàng ngày chị có làm không? Ôi trời ơi, nói thật bữa có bữa không. Cơm nấu thì nói đúng là trước đây cách đây từ đầu năm bố tôi ở với tôi. Bố tôi năm nay là 93 tuổi. Dạ. Nhưng chỉ vì như thế mà bố tôi quay lại phải vào ở với thằng út, mà tôi buồn đến nỗi nát lòng nát ruột. Tức là chị cũng cứ đành đoảng gọi là cơm không ra cơm, cháo không ra cháo. Vâng. Tức là lúc nào cũng đầu óc cũng chỉ hát, đi làm về cái là lên phòng xong là bật hát tự sướng. Đây có cái micro mà nó có cái loa gắn liền vào đấy đúng không? Tay cầm cái đấy, điện thoại. Bật Bluetooth lên xong hát. Bây giờ này còn bà ấy còn sắm cả cái bộ live stream nữa. Wow. À. Tối còn hát cho nhân dân nghe đúng không? Nghĩ đến cái bản thân. Wow. Các cháu nó có ý kiến gì không? Ví dụ như các cháu trai có bao giờ, hay là con dâu nó bảo là mẹ ơi con nghĩ rằng ngấm thôi, bây giờ tất nhiên mẹ hát rất là tốt rồi. Thế nhưng mà đấy, bố con thì thật ra bố con rất là buồn, bố con là phiền nhưng bố con không hay nói nữa. Có khi chính chúng nó thì nói thì bà giật mình. Mình nói thì có khi bà lại tưởng là mình ghen ông ấy, bây giờ ông ấy già ông không làm gì nữa, ông cứ ghen tôi đi với bạn hát cho vui. Thế nhưng mà ví dụ con gái hoặc con dâu hoặc là con trai nó nói một cách rất là điềm tạm thôi.
tuổi này vẫn biết là vui là tốt rồi, nhưng mà gì chăng nữa chứ gia đình, cái việc bữa cơm bữa nước, rồi thỉnh thoảng bố mẹ cũng đi thể dục buổi sáng với nhau, sau đấy hai ông bà, người thì ăn xôi lúa, người thì ăn xôi ngô, xong rồi về, nếu mà cháu nó không đi nhà trẻ hay không đi mẫu giáo thì chơi với nó, không việc nọ việc kia. Thế còn thì một tuần thì đôi lần câu lạc bộ dưỡng sinh ra công viên nhảy nhót gì đấy thì cũng được, nhưng mà nó phải có kế hoạch để nó gắn bó với cuộc sống gia đình. Bởi vì rồi nếu không có ai cảnh tỉnh chị ấy, cái tuổi của chị chắc được vài năm nữa thôi, đến lúc nó không còn hơi còn sức quay trở lại gia đình mà con nó cũng chán, bởi vì mình bỏ bê con cái đúng không, cháu nó cũng chẳng quấn quýt bởi vì bà có gắn bó đâu, bà cứ đi lo việc bà, rồi chồng cũng sẽ thấy rằng là bà ấy không quan tâm đến, rồi đến lúc là cuộc sống cô đơn đấy. Và đây cũng là cái lời nhắc nhở tôi nghĩ rằng cho rất là nhiều người phụ nữ. Hiện tại bây giờ này, các con, kể cả hai đứa con gái và con dâu, con trai nó đã từng nói rất nhiều. Tức là bây giờ chúng nó cũng không thèm nói nữa. Con trai nó bảo là bà còn tí liêm sỉ nào không? Ôi trời, chết thế. Thật với Đoàn là liệu còn gì nữa không để nói. Đấy. Bởi vì hôm cái thằng hàng xóm thằng hát thì vợ chồng nó sang nhà vợ về ăn cơm nhà vợ, xong nó về thì nó thấy. Thế là nó trước đây thì nó cho dùng cái mạng wifi, về nó cáu hay là nó nói là nó cắt luôn. Nó không cho dùng nữa. Tức là con trai anh đấy. Con trai nó cắt wifi để cho mẹ không có điều kiện để mà hát hỏi nhí nhố nữa, tức là anh ấy cũng không ủng hộ cái chuyện mà bà cứ chìm đắm vào thế này đúng không? Nhà tôi thì không ai ủng hộ các con, bởi vì bà này bà ấy không nói thật sự mà nói không chú tâm đến công việc gia đình hay con cái hay là họ hàng bố mẹ gì cả. Đấy, thôi bây giờ thế này anh ạ. Rõ ràng là chị không phải cái tuổi để mà uốn nắn giáo dục nữa. Bây giờ may mắn là các cháu nó cũng rất hiểu anh, chắc nó cũng thương đấy. Mình sẽ có một cái cuộc nói chuyện gia đình, không gọi là họp, nghe cho nó ghê. Mình tuyên bố thế này, thôi mẹ đã thích vui thú như thế này, từ nay giờ đi mẹ cứ làm việc ý mẹ, cũng không cần quan tâm đến nhà nữa, cơm không cần phải nấu, cơm ai người ăn, việc ai người làm, tự lo được, bố còn đang khỏe, bố còn tự lo được. Mình cũng phải có những cái gọi là chế tài xử lý, ý muốn nói rằng là này, bà như thế đây cũng không cần, đúng như vậy. Thế xong rồi mình cũng lo cuộc sống của mình cũng đi vui đi thú, rảnh rỗi cũng về quê về cán gặp những bạn đồng ngũ đồng môn, mình cũng có cuộc sống, coi như mình không để ý đến bà ấy nữa, để bà ấy sẽ có lúc nào đấy nó giật mình nhận ra rằng là vớ vẩn nó đi quá đà, lúc quay trở lại là ta chẳng còn ai nhá anh nhá. Rồi. Anh đang nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, hy vọng anh sẽ điều trị được chị nhá. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn.